Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Và hôm nay Phước Sửu sẽ đưa mọi người đi đến tìm hiểu một khu dân cư hiện đại nhất tại Việt Nam. Nói đến khu dân cư hiện đại nhất tại Việt Nam thì chắc hẳn ai cũng biết, đó là khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Với hơn 400 hecta thì Phú Mỹ Hưng được mệnh danh là một trong những khu dân cư có một cái gọi là tầm nhìn gọi là rất là xa. Ở đây thì quy tụ rất là nhiều gọi là người gọi là giàu đẳng cấp và gọi là có tài chính địa vị. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá một lô đất rất là đẹp tại khu dân cư này nhé. Cùng với mọi người, Phước Sửu sẽ di chuyển vào khu dân cư Mỹ Toàn 2. Tại đây thì có hai lô đất liền kề nhau, tổng diện tích là 12 x 18,5, tổng diện tích là 222 m², đất thổ cư 100% nha quý anh chị, nằm trên hai lô đất liền kề nhau. Vị trí của lô đất là mặt tiền đường nội khu Mỹ Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Và theo như mọi người nhìn thấy thì quy cách xây dựng ở đây là theo kiểu nhà phố, gồm một hầm, một trệt, một lửng, 4 lầu và áp mái. Với vị trí đất này thì phù hợp xây là khách sạn nè, xây tòa nhà văn phòng, căn hộ dịch vụ. Và hướng của vị trí lô đất này là hướng chính bắc, pháp lý là thổ cư 100%, sổ hồng cầm tay nha quý anh chị. Giá bán của hai lô đất này đang rất là thấp, thấp hơn giá thị trường rất là nhiều, do gia chủ kẹt tiền và cần bán gấp. Thì Phước Sửu sẽ bay livecam để mọi người cảm nhận được khu dân cư Mỹ Toàn 2 thuộc Phú Mỹ Hưng có những tiện ích nào. Thì Mỹ Toàn 2 của khu dân cư Phú Mỹ Hưng nằm trong khu đô thị quận 7, là một khu đô thị kiểu mẫu nha quý anh chị. Ở đây thì như quý anh chị nhìn thấy là quy cách xây dựng ở đây là nhà như Phước Sửu nói khi nãy, và ở đây mật độ xây dựng ở đây là đến rất là nhiều nhà xây dựng rồi, đến khoảng hơn 80% xây dựng rồi, còn chỉ trống một vài lô đất nữa là khu dân cư nhà full luôn. Thì tại khu dân cư này dịch vụ cực kỳ tốt luôn quý anh chị ạ. Ở đây thì quý anh chị có thể là mua sắm tất cả các mặt hàng nè, đi siêu thị thì có nhiều siêu thị lớn như là Vivo City, Horizon Mall, Lotte Mart và rất là nhiều cửa hàng của nhiều cư dân khác nhau ở nhiều nước khác nhau tới đây để kinh doanh mua bán quý anh chị ạ, đặc biệt là người Hàn Quốc. Và ở đây thì những tiện ích khá đầy đủ, có những cái hồ bơi, sân vườn rộng thoáng mát, cây cối xanh tươi. Và ở đây thì một đô thị gọi là đô thị rất đặc biệt, không có đường hẻm. Và đặc biệt ở đây thì không bao giờ có gánh hàng rong nha quý anh chị, và bán những cái tạp hóa. Những cửa hàng ở đây cực kỳ sang trọng và đầy đủ tất cả những cái sản phẩm mà quý anh chị cần muốn mua ở đây. Tại đây thì quý anh chị di chuyển 5 phút thì quý anh chị theo dọc đường Văn Linh, quý anh chị có thể đi đến Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện quận 7, rất là nhiều bệnh viện ở đây. Và có nhiều trường học lắm quý anh chị. Ở đây thì có trường học quốc tế của Hàn Quốc nè, Canada, của Trung Quốc, Hàn Quốc rồi. Và có nhiều trường đại học lớn xung quanh của khu dân cư Phú Mỹ Hưng như Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tài chính Marketing. Và có một cái trường quốc tế Mỹ cách khu dân cư này tầm khoảng 5 phút. Từ vị trí của lô đất này thì mình có thể đi đến quận 7 tầm khoảng đi đến trung tâm của quận 7 thì tầm khoảng 5 phút thôi. Quý anh chị khoảng 15 phút quý anh chị có thể là đi về quận 1. Và dọc theo cái gọi là đại lộ Nguyễn Văn Linh thì mình có thể di chuyển về hướng miền Tây và hoặc là đi sang khu Đông. Và từ cái vị trí lô đất này quý anh chị có thể sắp tới thì có anh chị có thể là di chuyển về Nhà Bè để anh chị có thể đi lên cao tốc Bến Lức Long Thành để đi về sân bay Long Thành và di chuyển về miền Tây một cách dễ dàng mà không cần phải là qua khu trung tâm ha. Nói về Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị gọi là đáng sống quý anh chị ạ. Ở đây cực kỳ nhiều tiện ích. Và quý anh chị cần thêm thông tin của cái lô đất mà Phước Sửu đang giới thiệu thì inbox ngay cho Phước Sửu để cho Phước Sửu có nhiều thông tin hơn, gửi sổ hồng, sổ đỏ cho quý anh chị. Và đặc biệt quý anh chị cần thêm những cái sản phẩm về Phú Mỹ Hưng thì đừng quên là nhấn like, subscribe kênh của Phước Sửu và đặc biệt là comment những cái nhu cầu của anh chị ở bình luận bên dưới.
Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.